Và ngày hôm nay, Woodsy Việt Nam muốn giới thiệu đến với các bạn đó chính là chiếc tủ trưng bày Sushi Wonderland có mã số GL1800 do Trung Quốc sản xuất. Sản phẩm có mã số GL1800, kích thước theo chiều dài rộng cao là 1800 x 350 x 340 mm, chiều dài khoang chứa là 1350 mm, sử dụng nguồn điện 220V, tần số 50Hz, điện năng tiêu thụ là 0,34 kW, trọng lượng là 56 kg. Các bạn có thể thấy rằng chiếc tủ trưng bày Sushi Wonderland đã được sản xuất và thiết kế theo kiểu dáng rất là hiện đại và sang trọng, tính thẩm mỹ cao, phù hợp với bất kỳ một không gian nào. Với chiếc máy Sushi Wonderland sản xuất thì công việc này sẽ trở nên tiện lợi và dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như trước đây với kỹ năng thủ công thì chúng ta phải mất hàng giờ để thực hiện, nhưng giờ đây chỉ trong vài phút là bạn có thể hoàn thành xong công việc trưng bày và bảo quản sushi sao cho những miếng sushi luôn được tươi ngon. Để cập nhật những chương trình khuyến mại và giá tốt nhất về sản phẩm cũng như dịch vụ của Wonderland, quý khách hàng vui lòng liên hệ với các số điện thoại dưới đây. Chúng tôi có hỗ trợ Viber, Zalo. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn về những người bạn hàng, đối tác lâu năm của chúng tôi. Họ là những hãng sản xuất thiết bị nhà bếp công nghiệp nổi tiếng hàng đầu của thị trường bếp công nghiệp quốc tế. Và ở chuyên đề này, Woodsy Việt Nam xin được trân trọng gửi đến quý khách hàng thông tin về hãng sản xuất máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp Wonderland, một trong những tập đoàn danh tiếng hàng đầu đến từ Trung Quốc. Wonderland là một trong những công ty hàng đầu tại Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất thiết bị nhà bếp công nghiệp. Nhà máy của Wonderland có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp tiên tiến với dây chuyền hiện đại, với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn thế giới. Tập đoàn kinh doanh đa ngành, chuyên nhất xuất nhập khẩu hàng hóa, Woodsy Việt Nam đã nhận được sự cho phép của Wonderland phân phối và phát triển thương mại và là đại diện cho Wonderland tại thị trường Việt Nam. Dưới đây là một số thông tin về hãng Wonderland mà chúng tôi muốn giới thiệu với tất cả các quý khách hàng. Kinh nghiệm, chất lượng, hiệu suất, độ tin cậy, đó chính là những điểm mạnh của các sản phẩm Wonderland. Wonderland là những người bạn đồng hành đối với sự thành công của quý khách hàng với kiểu dáng đơn giản. Công nghệ và sự cải tiến đi cùng với việc nghiên cứu không ngừng nghỉ của các chuyên gia có khả năng đáp ứng tất cả các yêu cầu của các khu dịch vụ ăn uống trên toàn châu Á. Wonderland cung cấp hàng loạt các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của cả những người dùng khó tính nhất, với hệ thống máy móc hoạt động một cách chuyên nghiệp, luôn dẫn đầu thị trường về hiệu suất hoạt động và bảo vệ môi trường. Wonderland đặc biệt chú trọng đến thiết kế để làm nổi bật sự phát triển công nghệ sản phẩm mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Kể từ những năm đầu hoạt động, Wonderland đã đi vào sản xuất các loại máy móc chế biến thực phẩm như lò nướng điện, lò nướng ga, máy trộn bột, máy cán vỏ bánh pizza, máy cắt rau, củ quả, format, bếp chiên nhúng điện, bếp chiên nhúng ga, v.v. Về nghiên cứu, Wonderland đã không ngừng tìm kiếm các loại vật liệu mới phù hợp cho việc sản xuất máy chế biến thực phẩm. Wonderland đã thử nghiệm các giải pháp mới và đưa ra các hình dạng mới cho các sản phẩm. Về thiết kế, nghiên cứu của Wonderland trong xu hướng thị trường mới cho phép việc cung cấp đổi mới các giải pháp và mẫu mã để phù hợp với nhu cầu của thị trường. Về sản phẩm của Wonderland được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng của nội địa Trung Quốc và thị trường quốc tế. Dưới đây là một số hình ảnh về tập đoàn Wonderland. Các bạn có thể thấy rằng là để cho ra đời những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất, mang những hàm lượng kỹ thuật cao, tập đoàn Wonderland đã phải có những nhà máy to lớn, hiện đại cùng với dây chuyền sản xuất chất lượng cũng như một đội ngũ chuyên gia kỹ thuật lành nghề. Với những kinh nghiệm nhiều năm trong hoạt động sản xuất thiết bị nhà bếp công nghiệp, Wonderland đã được phát triển thông qua một con đường quy hoạch nhằm mục đích sản xuất máy và xây dựng kỹ thuật máy móc với độ chính xác cao, vật liệu sản xuất cũng đạt tiêu chuẩn chất lượng. Wonderland ngày nay là một nhà lãnh đạo trong việc sản xuất các thiết bị nhà bếp công nghiệp. Đối với mỗi lĩnh vực cụ thể, Wonderland đã tạo ra từng loại máy móc công nghệ cao với các phụ kiện được thiết kế đặc biệt cho từng nhu cầu. Sức mạnh của Wonderland đó chính là luôn sẵn sàng phục vụ cho các khách hàng những loại máy móc đa dạng tùy thuộc vào các loại cách sử dụng. Với những tính năng này cho phép khách hàng chọn từ một đến hàng loạt các sản phẩm khác nhau, tất cả đều được xây dựng với chất lượng, uy tín cao.
và phù hợp với mọi hoàn cảnh trong bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào. Hiện, Rossi Việt Nam đang là đại diện thương mại chuyên nghiệp cho Wiland tại Việt Nam. Chúng tôi đã cùng với Wiland tham gia cung cấp các thiết bị nhà bếp công nghiệp cho rất nhiều dự án hàng đầu tại Việt Nam. Nếu công ty bạn là một khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng hay bệnh viện trường học hoặc trung tâm hành chính, các bạn hãy lựa chọn ngay Wiland cho công việc của mình như một quyết định khôn ngoan nhất với chất lượng đẳng cấp hàng hóa xuất xứ đến từ những tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc. Rossi Việt Nam khẳng định sẽ đem đến cho quý khách hàng sự lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị nhà bếp công nghiệp. Rossi Việt Nam chúng tôi, nhà phân phối máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn có mối quan hệ hợp tác và thân thiết với 150 công ty cũng như tập đoàn chuyên sản xuất máy chế biến thực phẩm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Phương châm làm việc của chúng tôi đó chính là luôn tìm tòi những tinh túy của ngành máy chế biến thực phẩm, đem lại những giá trị dành cho công việc của quý vị, giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả, khơi nguồn đam mê và kiến tạo nên sự thành công. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ của Rossi nói chung và sản phẩm dịch vụ của Wiland nói riêng. Để theo dõi và biết thêm thông tin chi tiết của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ theo các kênh dưới đây: website rossi.vn, Facebook www.facebook.com/rossivietnam, hoặc các bạn có thể click trực tiếp vào channel Rossi Việt Nam của chúng tôi trên YouTube. Để cập nhật những chương trình khuyến mại và giá tốt nhất về sản phẩm cũng như dịch vụ của Wiland, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo các số điện thoại dưới đây. Chúng tôi có hỗ trợ Viber, Zalo, showroom miền Bắc 0912-863-364, showroom miền Nam 0868-998-663, tổng kho bán buôn 024-8586-7812, hợp tác kinh doanh 0989-999-884, email info@rossi.vn. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại quốc tế Rossi Việt Nam, địa chỉ số 283 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã cùng với chúng tôi tìm hiểu về Wiland, một trong những tập đoàn hàng đầu tại Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất máy chế biến thực phẩm công nghiệp. Các bạn hãy like clip và subscribe channel của Rossi Việt Nam nếu thấy hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chủ đề sắp tới.